Chào các bạn và anh em đã đến với kênh YouTube Tan Vinh của em ha. Anh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh, nhạc sống, dàn kẹo kéo. Và có thông mua nhạc của anh em ở gần xa ha, thì chỉ em in Thới, Cầu Kè, Trà Vinh. Số điện thoại là 078 79 79 286 ha. Thì hôm nay thì em có đi thâu được một cái lô van cơ anh em ha. Một lô van cơ có bờ Bluetooth, nó giá cũng cực kỳ hợp lý anh em ha. Rồi van số, rồi thiết bị âm thanh ha, lo, mic. Thì bắt đầu video hôm nay thì em có một cái van cơ nha anh em ha. Một cái van cơ 7 LED. Đó, một cây van cơ giá rẻ nha anh em ha, van cơ 7 nha. Toàn bộ chỉnh cơ hết. Đó, giá bán cho anh em là cái cây này là 800 nghìn ha. 800 nghìn cho một cây van cơ 7 nha anh em ha. 800 nghìn. Và tiếp theo thì em còn mấy cái mẫu van cơ nét nè. Hôm trước thì anh nào có hỏi van cơ nét thì alo lại giùm em ha. Nét FX20 đẹp can ha anh em. 1 triệu 100 nghìn nha anh em. Van cơ nét đẹp can nha anh em. À, thấy hình em chấm luôn ha. Đó, 1 triệu 100 nghìn. Van cơ có bờ Bluetooth đây, toàn bộ mấy cái này có bờ Bluetooth nha anh em. T1100 của lai số nha anh em, có màn hình số đây ha. Cũng là 1 triệu 100 nghìn nha anh em. 1 triệu 100 nghìn. Nét 20 thì đây em còn 2 cây đẹp can đó, 1 triệu 100 nghìn. Nét 8 nha đó. Anh em thấy cái này lô này đẹp xuất sắc nha anh em, 1 triệu 100 nghìn luôn ha. Rồi đây thì em còn FX20 3 la mã luôn, nó cũng giống như FX20 kia thôi đó. Cái mẫu nó khác một tí, cũng là 1 triệu 100 nghìn nha anh em. Rồi em còn mẫu van lờ xun, van số lờ xun nha anh em. Van số lờ xun giá rẻ nè, lờ xun giá 900 nghìn nha anh em. Và một cây dưới nữa nè, đó, một cây cũng K3000 thì nó cũng là lờ xun nha anh em ha. Cũng là 900 ngàn luôn, đó, bán cho anh em hai cây y nhau ha. Rất đẹp, 900 ngàn một cây. Chi bát, đó, chi bát thì em cũng bán giá là 900 ngàn ha, toàn bộ là van số hết nha anh em ha. Đó, van số thì mà giá rẻ thì cho anh em đây, giá chỉ có 900 nghìn. Mili vật 4 thì em còn 3 cây ha anh em. Một cây trên là của Indo, cây của Indo thì giá là 1 triệu 3 ha. Hai cây của Malaysia thì bán cho anh em giá là 1 triệu 200 nghìn. Van cơ B3 giá rẻ thì đây 800 nghìn một cây anh em ha, 800 nghìn một cây. Còn quay qua phần lọc xì thì em còn cái mẫu lọc xì Davis 221 anh em ha. Đó, cây 2231 này thì em đang bán giá là 1 triệu 200 nghìn. Lọc xì Ackley, lọc xì Ackley của Mỹ ha, hai cái này thì bán giá anh em cũng là 1 triệu 200 nghìn anh em ha. Lọc Ackley nha, Ackley 1 triệu 200 nghìn, 3102. Và tiếp theo thì em còn một cây K888, đó, cây này một cây van cơ lai số nha, giá là 1 triệu đồng. Và đây thì em còn một cây cốt cơ của Bininger, đó, một cây cốt 22310 nha. Đó, của Bininger nha em. Giá cây này là 900 nghìn nha, cốt cơ của hàng Bininger. Chắc âm khá là ok nha. 900 nghìn Bininger nha, hàng chính hãng của Đức nha. Đó, sản xuất China. Và tiếp theo thì em còn cây van cơ lai số của Bluetooth, nó có chế độ Eco Reverb 78 chế độ nha. Bluetooth đầy đủ, giá là 1 triệu 100 nghìn ha, KM8FX. Và anh em đang hâm mộ cái dòng DB Acoustic đó thì đây em còn một cây ha, DB Acoustic S500B ha. Rồi bán cho anh em cây này là 2 triệu 600 nghìn nha anh em. Giá mới nó là 3 triệu 900 nghìn. Còn remote ha, con điều khiển đầy đủ, còn đẹp như mới. Cốt cơ thì đây em còn 3 cây cốt cơ như thế này, giá là 600 nghìn một cây ha, 223XL. Còn cái dòng mà lọc xì mà có chống hú thì em còn một cây này, gãy 4 cần nha anh em, nhưng mà còn hoạt động tốt nha. Bán cho anh em với giá 1 triệu 100 nghìn ha. Lọc xì feedback chống hú của Bininger nha, 1 triệu 100 nghìn. Một cây EIM bán dùm cho khách nha anh em ha. Thì cây này bán giá là 800 nghìn nha anh em. Bán cho khách thì em không có giảm giá hay bớt gì được nha, 800 nghìn. Rồi tiếp theo thì em còn một cây cốt số 7 T-Pro nè, 2 in 4 ao, bán cho anh em với cái giá là 1 triệu 500 nghìn nha. Cốt số 7 nha.
Và đây là một cái cây gian số đổi màn hình nha anh em. Bán anh em giá là 700.000 nha. Mọi chức năng hoạt động tốt, có cái màn hình lỗi nha, không thấy đường chỉnh nha anh em. Cái này thì anh em lấy laptop về chỉnh nha. Cây này là tới 6 ao nha anh em. Nó đường ga nó nhiều lắm nha, 6 ao luôn nha. Rồi một cây chống hú, một cây chống hú số nha anh em. Chống hú số, đây feedback đây. 1.200.000 nha. Một cây chống hú số. Có cơ thì em còn 3 cây. Đó, 3 cây này thì giá 600.000 nè. Cây này khách đã cọc em 100.000 rồi nha. Cây của Mỹ nha anh em. Eco rồi. Beaway. Em còn một số lo amply đây. Amply thì em còn cây này 12 sò mà giá chỉ có 700.000 nha anh em. 12 sò còn đẹp. Giá 700.000 đó, em sẽ sơn tút đẹp lại anh em nha. 12 sò mà giá chỉ có 700.000. Rồi em quay ra phần ổng áp. Ổng áp mà lo thì em còn rất là nhiều nha. Ổng áp thì em còn ổng áp robot nè. Anh em thích dòng ổng robot thì alo giùm em ha. Đó. Ổng áp 5kg robot. Giá là 1 triệu một cây, hiện tại em có 2 cây robot ha. Và cây robot 10kg. 10kg robot, đèn 90V hết nha anh em. Giá một cây hiện tại em đang bán là 2 triệu đồng. Hanco. Ổng áp mà mẫu nằm thì giá nó rẻ hơn anh em. 1.800.000. Chào ông áp nha. Rồi qua phân tầng thì em mới về được 2 bộ phân tầng anh em ha. 3 bộ phân tầng. Đây. Bộ phân tầng 7 này còn hoạt động tốt nha. Giá là 200.000. Cái này không biết thiếu linh kiện lý do là sao ha. Đó. Phân tầng này 200.000 nha anh em. Phân tầng bát 30 ha. Rồi 200.000 một bộ này. Tiếp theo thì em còn một bộ phân tầng 40 BA đây. Phân tầng 2 quay nha. À. Còn rất là đẹp, 400.000 một bộ nha anh em. 400.000 một bộ phân tầng còn rất là mới nha. Và tiếp theo thì em còn một bộ phân tầng full đôi rất là gấu nha anh em. Phân tầng khoảng 20 xăng ha. Rồi. Phân tầng F2A 50. Đó. Phân tầng full đôi nha. Phân tầng này thì em bán cho anh em với cái giá là 600.000 một bộ phân tầng full đôi ha. Rất là gấu nha. À, phân tầng full đôi 600.000. Có phần micro, micro thì em có còn bộ micro một tay ha. Micro một tay giá là 500.000 nha anh em ha. Đó. Anh em cần dán decal thì em sẽ dán decal cho anh em nha. Đó. Bộ micro 7 chất âm rất là hay ha. 500.000 một bộ phân micro 7. Tiếp theo thì em còn một bộ micro. Micro F2A ha. Đó, micro 7 nha anh em ha. Mặt đẹp, tay thì dán decal cho anh em rồi nè. Đó. Anh em thích mẫu mà không có dán decal thì cũng còn ha, 1.050.000. Giá này thì đầy đủ phụ kiện chống lăn ha. Dây 6 ly đầy đủ. Đó, bộ micro mic 2K thì em bán cái micro này rất là nhiều nha. Em còn khoảng 20 bộ. Tại em nhập cái lô này khoảng đâu đó 60-70 bộ anh em. Em bán còn khoảng 20 bộ. Giá là 1.050.000 ha. Rồi bộ micro Sennheiser thì em còn một bộ Sennheiser 686 nè. Bán cho anh em giá là 1 triệu đồng ha. Chống lăn đầy đủ cho anh em nha. Sử dụng gia đình rất là ok. Sennheiser nha anh em. Tiếp theo thì em về được bàn mixer MFX 8-2. Đó, anh em thích dòng 8-2 ở đây còn rất là đẹp, mới can ha. 2.200.000 nha anh em ha. Mixer 8-2 không có một vết sét, một vết gì hết anh em, còn rất là đẹp nha. 2.200.000 cho một bàn mixer MFX 8-2, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết, eco đầy đủ. Và tiếp theo thì em còn một bàn mixer Beaway 700.000 nha. Mixer sử dụng gia đình nè, hôm trước anh nào có hỏi nhắn tin lại giùm em ha. Miro sử dụng gia đình mà giá nó chỉ có 700.000 thôi ha. Beaway. Rồi qua phần bát thì em còn một số bát 40 anh em ha. Bát 50 thì hiện tại bên em đã hết rồi. Em còn một cái bát Heway đây, bát 7 anh em ha. Một cái bát 7 Heway đẹp. Lỗ mũi thì nó hơi xẹp tí, bán anh em 600.000 nha, bát zin nha. Đó. Zin đẹp 600.000. Bát 7 nha, Heway. Tiếp theo thì em còn một cặp BNC. Đó, cặp BNC bát 40 từ 190 con 75. Bát này là bát zin nha em ha. 1.700.000 nha. BNC bát zin 1.700.000.
từ 190, con là 75 nha. Đó. Mọi chức năng hoạt động tốt, không lỗi lầm. Bắt zin 1.700.000. Tiếp theo thì em còn một cặp Eminon nha anh em ha. Đó, để bụi. Một cặp Eminon từ 220 con 100, mà bát này là bát Mỹ nha. Mỹ sản xuất Trung Quốc nha. Eminon bát 40 từ 220 con 100, bát đẹp zin, không có tí nào mà gọi là xấu này, màng rất là đẹp. 2.300.000 nha anh em. 2.300.000 trong cặp 40. Qua đây thì em còn một cái bát lẻ giá rẻ nha anh em ha. Một cái bát lẻ 2 từ. Nó cũng rất là đẹp mà sao không biết bán chậm ha anh em. 2 từ luôn nè. Bát con 75, bán cho anh em với cái giá là 600.000 thôi. 600.000 một cái bát lẻ ha. Qua đây, một cặp bát. Một cặp bát Martin. Cặp Martin nha. Bát 40 từ 170, con là con 75 nha. Đó. Con 75, bát đã có làm con rồi, hoạt động tốt, bán anh em giá là 600.000 ha. Đó là xin lỗi nha anh em. Cặp này là bán giá 800.000 nha anh em, xin lỗi ha. 800.000. 800.000 cho một cặp bát con 75 nha. Mà 800.000, đó, anh em giá rẻ thì đây. 800.000 một cặp ha, con 75. Qua đây một cặp từ 190 con 75 Martin. Đó. Đã có làm con rồi, hoạt động tốt, không có lỗi lầm ha. Rồi cặp này bán cho anh em với cái giá là 1.300.000, 1.300.000 cho một cặp bát 40 từ 190 con 75 ha. Đó, tiếng rất là sáng nha. Cặp này thì bán cho anh em giá là 1.300.000. Một cái bát lẻ Nestle anh em từ trắng. Bát này quấn rất là lực nha. Bán cho anh em với giá là 900.000 một cái lẻ duy nhất ha. Hoạt động tốt, không lỗi lầm nha. Và một cặp DG. DG bát 40 từ 220 con 100, để là 500W này ha. Từ 220 con 100, giá là 1.800.000, bát không zin nha. Không zin. Và một cái bát lẻ này. 40 từ 220 con 100, bát 40 nè. Anh em lấy thì để cho anh em giá là 800.000 một cái bát lẻ này ha. Đó. Không cọ con, không gì hết nha, hoạt động tốt. Bát neo thì em còn một cặp nè, một cặp neo không zin, bán cho anh em giá là 1.800.000 luôn ha, xả luôn cho anh em nha. Bát neo 40 con 75 nha. 800.000 ở 1.800.000 một cặp nha. Nên em còn một cặp duy nhất. 1.800.000 bát không zin. Rồi em quay qua phần men. Men thì em cũng còn một số men anh em ha. Men vỏ lo và cấu hình dàn nhạc ha, đi lo kéo rồi. Đây vang thì em cũng còn khá là nhiều mẫu vang ha. Vang BF Audio là 1.800.000. K306 cộng ha. Vang X5 mắc cái nút thì để em kiếm cái nút gắn vô ha, 2.000.000 nè. X5 2.000.000. Đây thì vang mới thì em cũng còn khá là nhiều mẫu nè, nó vang mới nè. 950.000, hàng mới bảo hành 1 năm cho anh em ha. Đó. Em còn 5 cây hàng mới. Một cái âm ly 8 sò. Một cái âm ly 8 sò nha anh em ha. Âm ly này thì nó có cái bọc da ở ngoài luôn á, nguyên cái bán anh em giá là 400.000 thôi ha. BA779. Rồi, men Việt Nam thì em còn 2 cây men Việt Nam nè anh em. 2 cây men Việt Nam nha. Cây trên là 40 sò. Đánh được một cặp full đôi ha, con 100. Giá là 2.700.000. Cây dưới cũng là đánh full đôi con 100 được luôn ha, 2.500.000, hơi xấu hơn tí nha. Rồi em quay qua phần men 7 thì em còn một cây Bema. Một cây Bema 1100W ha. Cây này là của 7 nha anh em ha. Made in USA, đó, còn thắt rất là gấu. Cây này thì nó có thay một con tụ rồi nha anh em. Có thay tụ rồi ha. Đây. Có thay một con tụ rồi đây. Hoạt động ok, không lỗi lầm. Nên anh em nhìn thấy nào thắt nha ha. 3.900.000 nha anh em ha. Nội thất dày đặc luôn. 3.900.000 cho một cây Bema. Vào đầu sâu nè. 1100W. 3.900.000 ha. Và em còn mẫu BF Audio size 2U. Đó. Cái này là MA2000, nghĩa là chắc là 1000W một kênh đó anh em. 1000W một kênh. Bán cho anh em với cái giá là cây này thì BF hàng chính hãng nha, hàng bãi anh em,
giá là 3 triệu đồng ha, 3 triệu cho cây này. Rồi em còn một cây men nguồn sung nè, đó, anh em cần liên hệ giùm em ha. Một cây men nguồn sung, để nhà sản xuất để là 1000W một cân nha anh em. Đó, đây, em để lên cho em xem ha. Đó, nhà sản xuất để là 1000W một cân. Anh em cần liên hệ giùm em ha. Men BV 7002 thì em còn 2 cây nha anh em. Đó, 2 cây 7002 BV rất là đẹp. 40 sò nha anh em. Cây này 40 sò. Có sửa chữa, có thay tụ rồi nha, 2.300.000. Một cặp full đôi con 75 thì quýnh vô tư nha. BV 7002 2.300.000. Men Việt Nam anh em ha. Đó. 2.300.000, 40 sò. Và tiếp theo đây là em còn MA 7002, cây này là 32 sò hàng 7 anh em ha. Cái này thì bán cho anh em giá là 2.600.000, MA 7002. Và đây, một cây BV 7002 ở đây. BV 32 sò, 2.400.000, tụ zin chưa có sửa chữa. Đó. 2.400.000 anh em. Và tiếp theo thì em còn một cái lô máy khoan nữa quay anh em, tại vì hôm rày thì em cũng rất là bận nên chưa có kịp quay những cái lô máy khoan cho anh em ha. Chưa có clip bên Tân Đồ Bãi thì em quay được có một clip à. Đó. Ngày công việc em rất là nhiều, máy khoan, máy cắt gỗ, máy gì lung tung thì em cũng còn khá là nhiều. Thì bên em chỉ quay sơ cho anh em là một cái máy khoan ha, máy khoan thì 200.000. Đó. Có điều tóc đây luôn ha, nhanh chậm ở đây luôn. Đó. 200.000. Máy là máy mới anh em ha, điện 220. Máy cắt thì đây, đó. Máy tự ngon lành. Chung là đầy đủ phụ kiện hết ha, bán anh em giá là 300.000 bao ship nha. Món này thì em lấy về thì một món vậy em lời khoảng 30.000 thôi. Công ship hàng đó anh em, 30.000 một món. Cái món này là bao ship hết nha, 200.000, 300.000. Máy cắt thì 300, máy khoan thì 200. Còn đầy đủ cái màu anh em thích màu nào thì để màu đó ha. Cái này thì bên này kênh này em không quay chuyên bên máy này nên em chỉ quay sơ thôi. Anh em mua thì alo giùm em ha. Rồi, em sẽ quay qua phần âm ly đây men. Cái dàn này thì gáp cho khách, khách dặn gáp đã rồi cái không nhắn tin lại không trả lời nữa nha anh em. Đó, gáp xong hết rồi. Test quay clip nhạc test luôn, đi nửa đường giờ điện lại không có bắt máy, không nhắn tin không trả lời gì đó. Em bán lẻ hay là anh em cần gáp nguyên dàn em gáp nguyên dàn anh em nha. Vàng X8 nè, X8 thì 2.500.000 nha em ha. Men 7002. Đó, rồi em lên cái cấu hình có một cái cấu hình 3 bát 30 nha anh em. 9.500.000. Đó, còn rất là đẹp nha, tại lý do là mèo nhảy nè. Bát là 2 bát 30 con 75 và một bát súp chính giữa nha, bát chiên súp nè, gân này là một gân nha. Bát này chiên súp nha. Đó. Cấu hình này là 9.500.000, lo kéo 3 bát nha. Một con róc 1200. Men 7 anh em của Dayton á, róc 1200 và một cây nét, một cái micro chép là chép 750 nha anh em ha, chép 750 nha. Anh em muốn để chép 350 thì em để 450 thì em để 450 nha. 9.500.000 một cái bộ lo kéo như thế này. Đó. Qua đây thì hôm trước gáp rồi nhưng mà khách thì chắc không đặt thì em phải bán lẻ nha. Một cặp súp thành phẩm như thế này, vỏ là vỏ mới anh em, bát là bát CBL 2 từ nha. Bát 2 từ, bát zin, hai bộ này là bát zin hết nha, zin đẹp. Rồi nếu mà anh em mua lẻ thì em bán cái cặp súp này là giá là 5.300.000 ha. Một cặp súp 50. Nó khách dán 2 từ. Nè. 5.300.000. Vỏ là vỏ mới nha. Còn anh em mua vỏ mới thì cặp vỏ này em đang bán với giá là 2.600.000 anh em. Vỏ ke gốc lục giác đầy đủ, nói chung là toàn bộ là mới nha anh em. Mới hết nha. Ke gốc nè, vỏ này vỏ mới em đóng ống vào gáp cho khách đó. 5.300.000 ha. Rồi đây là một cặp full thành phẩm, anh em mua lo thì em bán lo, mua vỏ thì em bán vỏ ha. Thành phẩm bát 40 từ 220 con 100. Đó. Chép là chép 750. Em bán giá là 3.800.000 một đôi ha. Anh em mua lẻ thì em bán lẻ. Em có hai đôi như thế này, hai đôi. Và một đôi con 75 nha anh em, một đôi con 75 đây, bát thì không zin. Cái đôi này thì bán anh em giá là 2.500.000 nha. Chép 750. Đây. 2.500.000 luôn vỏ, luôn gột thành phẩm hết là 2.500.000 ha. Còn anh em muốn mua lẻ thì em sẽ bán lẻ cho anh em.
Và tiếp theo thì em còn một cặp giỏ full đôi nha em ha. Một cặp giỏ full đôi đen cày dán ép nha. Đó, giỏ dán ép hồng chạm đầy đủ lưới, đầy đủ cho anh em luôn nha. Đó, đầy đủ lưới hết, 1.200.000 nha. Cái này thì anh em mua ship Tô Châu thì nó sẽ rẻ hơn, tại vì shipper hơi cao nha. Đó, em gửi Tô Châu cho anh em 1.200.000, hồng chạm đầy đủ lưới, đầy đủ. Và đây là cái mẫu súp mới em lấy về anh em đây. Đó, chưa bắt từng con ốc vô nha. Đó, anh em đặt súp mới thì đó, đây là giá nó cũng rất là hợp lý, 2.600.000. Mẫu lưới của BD cũng rất đẹp, súp 50, 2.600.000, hàng mới anh em ha. Và anh em mua máy phát điện thì đây, em còn máy phát điện nữa nè. Máy phát điện 4.500.000. À, cặp BA Trung Quốc không zin đây, con 82, bán cho anh em với giá là 1.900.000 ha, 1.900.000, con 82 bát không zin nha. Và cuối video thì em xin em like, đăng ký. Cảm ơn anh em ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua ha. Vẫn là câu nói quen thuộc, hàng có chậm có trễ hay là chưa đến thì anh em sẽ điện liền giùm em, để em biết, em điện cho bên shipper ha. Hoặc là bên em mà có đóng sót hàng, sai hàng á, thì em sẽ tranh thủ đóng lại anh em nha. Anh em cũng thông cảm giùm em ha. Nó một cặp giỏ Array 30. Thì đây em còn một cặp giỏ nè, hôm nay bán xả anh em giá là 1.500.000 luôn ha. 1.500.000 một cặp giỏ Array. Anh em muốn làm monitor vẫn được nha, đánh cũng vẫn đẹp. Nó 1.500.000 cho một cặp giỏ Array 30. Em để tới bụi cỡ này luôn. Chung là cặp này cũng hơi ế vậy nè, giảm giá 1.500.000 nha em. Rồi em còn một cái số cái lưới lo này nè. Lưới thì anh em nào mua thì dặn điện giùm em ha. Đó, lưới thì có lưới súp nè, lưới súp nè. Trước thì anh nào có điện thì alo em ha. Lưới súp nè, rồi lưới phun đôi 40 đơn. Nó cần món lưới nào thì alo giùm em. Đó, về chế cháo này nè, một miếng em bán vài chục ngàn thôi. Và cảm ơn là em đã ủng hộ kênh em nha. Dạ chào nè.